solo với Thiên Vương Băng Chùy. Cặp này hay nè, hay nè. Cặp này hay nè anh em ạ. Từ khi ta xa em, tuy rơi trên trường bạch lẻ loi cô đơn độc hành, biển kinh nơi hoang vu ta tơi đau đào hoa, làm cho lệ hùng anh phải rơi. Dừng chân nơi Lâm An trong trầm vang từng hồi, linh vua đại chiến thơ thành, đại lý hay tương dương lửa trần loan thành đô, người ơi giờ này em ở đâu? Từ phong lăng ta tìm Nga Minh Trưởng thì mới mang chùy. Anh em dự đoán nè, nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu cầu cho đấng uyên ương tìm thấy. Anh em dự đoán thử anh em, anh em dự đoán thử anh em. Nhưng bao sóng to vẫn đầy trời cất tiếng ta một đời giáo gươm khắp mọi nơi do thơ thành đại chiến kia đời ta đã tìm nàng ta quyết sẽ cầm nàng dẫu cho tâm hồn anh phải nát tan thoát thành đại chiến. Không biết là Thiên Vương Bang có lướt tới được Nga Mi không. Rồi bắt đầu ơi, bắt đầu ơi. Lướt luôn anh em, khỏi cần bút anh em, lướt luôn. Nga Mi ăn rồi bác. Chưa chắc rồi bác nha, chưa chắc đâu rồi nha. Chị Hạp Thiên cộng 7 á, Thiên Tứ cộng 7 á. Dừng chân nơi Lâm An trong trần vang từng hồi, linh vua đại chiến thơ thành, đại lý hay tương dương. Đó, Nga Mi cầm ngọc bội mắt tóc đánh ghê thật. Đánh mà kia nhích tay lên không nổi luôn kìa. Nhích cầm chì lên không nổi luôn kìa. Chào bác Nguyễn Minh Sơn nha. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu cầu cho đấng uyên ương tìm thấy nhau. Đúng thật là Thiên Vương Bang không áp sát được luôn kìa anh em. Chúng ta là không áp sát được luôn kìa. Giáo gươm khắp mọi nơi do thơ thành đại chiến kia đời ta đã tìm nàng ta quyết sẽ. Đúng là không áp sát được luôn kìa. Không nhất chùy lên được luôn á. Không thể nào tin được anh em ạ. Mặc dù có độ hùng thích nhưng mà lướt không tới luôn. Không động được người Nga Mi luôn. Thực sự Nga Mi quá mạnh anh em ạ. À, ngọc bội mắt tóc cảm giác như đi ăn phi tóc đại lực, ăn phun lắc. Nhưng mà thấy đánh liên tục luôn. Thì Vương Bang không như không đụng vào người được luôn kìa. Không đụng được vào người luôn. Rồi chào bác Nguyễn Minh Sơn nha. Thật sự em không nghĩ là Thiên Vương Bang mà độ hồn thích không tới được người luôn nha. Nãy giờ chắc đánh được vài cái à. Trời ơi trời. Làm chậm 100. Làm chậm 50 là 150. Làm chậm 47. Làm chậm 40. Thằng phong xưa tiêu khứ. Làm chậm cũng nhiều lắm mà ta. Làm chậm cửa đó mà bị Nga Mi đánh kìa trời. Tốc 38 cộng 3 là mắc tóc, mắc tốc độ đánh rồi, full tốc độ đánh rồi. Không chụp bút được đâu. Chúng ta
chúng ta có thể thấy điểm số này anh em. Ngami mà bị đánh trúng có được có 24.000 nè. Mà trong khi Thiên Vương Bao bị đánh trúng tới 436.000. Ghê chưa anh em? Đánh nữa anh em, đánh nữa, đánh nữa. Đánh nữa anh em ạ, đánh nữa, đánh nữa, đánh nữa. Đánh nữa để like cho anh em xem luôn, đánh nữa anh em ạ. Đánh nữa là vẫn like cho anh em xem nha. Tại kèo này rất là hay. Ở giai đoạn cấp thấp thì Ngami phải chạy. Ở giai đoạn 90x thì Ngami phải chạy. Phải chạy đến câu giờ. Đến phút cuối mới đánh ăn đam. Còn bây giờ thì ở giai đoạn này thì Ngami lại khác, Ngami đứng tăng luôn. Đúng là mỗi giai đoạn mỗi khác anh em ạ. Mặc dù Thiên Vương 3 cũng mang trên mình những bộ đồ ớn ăn lắm anh em ạ. Đó, cái chị em tiên cộng 7 làm chậm 47 nè. Đây làm chậm là 50 nè, làm chậm 100 nè. Thanh máu không xem được bác ơi, phải ấn cái này lên mới thăm được bác Đắc Chân ơi. Phải ấn cái này lên mới biết được bác ạ. À. Còn không ấn là không hiện máu bác ạ. À. Đó, yến cái mờ mờ này mới thấy được bác ạ. À. Em khổ lắm bác ạ, à. Nhiều lúc cũng muốn cho anh em thấy nó máu tụt như thế nào. Và nhiều người lại kêu là ấn cái này lên nhìn không được rõ. Nên là em không có ấn bác ạ. Qua bao năm tháng trong giang nam để cùng ta quyết lập ba. Ngami thì mang cho mình bao nhiêu phòng thủ lý đây? Soi nhầm băng của con lý 26 phòng thủ lý nè, 30 phòng thủ lý nè, 30 phòng thủ lý nè, 28 phòng thủ lý nè. Rồi dây chuyền 24, 24 nữa. Phòng thủ lý nhiều lắm anh em ạ. Ngami kiếm kìa, chơi Ngami kiếm kìa. Chúng ta coi thanh máu này, coi Ngami kiếm kìa em, Ngami kiếm kìa. Ngami kiếm có vẻ không có đam sao. Trời ơi, đánh kìa, đánh kìa, đánh kìa, ui ui đánh kìa. Ui ui đánh kìa. Ui đánh kìa. Ui đánh kìa. Bắt tóc kìa, ui ui đánh kìa. Ui ui đánh kìa. Đây là Ngami kiếm anh em ạ. Đây là Ngami kiếm đánh với Thiên Vương Trì anh em. Không phải Ngami trưởng anh em. Anh em thấy kiếm đánh không? Ui ui. Trời ơi. Cầm cái kiếm. Có vẻ như Ngami kiếm có vẻ cũng mất lợi thế hơn Ngami Thiên Vương Trì. Nhưng Ngami được cái lợi thế tốc độ chạy kìa. Xả kiếm kìa. Ui ui xả kìa. Nó xả ghê thật. Dính hết rồi, dính hết rồi. Không chết không sao. Anh em dự đoán thì con Ngami kiếm hay là Thiên Vương Trì thắng anh em. Con Ngami kiếm đánh ghê thật, quá tốc ghê thật. Trời ơi tốc kìa. Ngami lợi thế hơn cái lưu thủy anh em, lợi thế hơn cái chiêu lưu thủy. Nên là chạy nhanh hơn. Thiên Vương 3 này là được cái lợi thế độ hồn thích. Đánh thiểu này thì Thiên Vương 3 thua rồi anh em ạ. Không áp sát được. Trời trời trời. Đánh ghê thật. Đánh lia lịa luôn. Thử coi máu không tụt không. Máu tụt ít lắm nè. Ngami kiếm máu tụt ít ghê luôn. Chết Ngami, chết Ngami anh em ạ. À, dính cái là chết luôn, dính cái là chết luôn. Một đều, một đều. Đam của Ngami kiếm yếu quá anh em ạ. Ngami kiếm đam, Ngami kiếm yếu quá. Đang Ngami kiếm yếu quá. Mặc dù cây kiếm còn mắc ọp mà có vẻ như đam yếu, không hay lượng đam không?
có 111k, mặc dù đánh rất là nhiều. Không biết là anh ấy có tăng theo kiếm hay không nữa. Hình như chắc không tăng theo kiếm anh em, đánh chơi chơi thôi chứ nghĩ sao mà đam kiếm mà đam thấy ít dữ ta. 111k à? Mang trên mình cũng vô giang nè. Vô giang nè, cũng hai món vô giang, giờ nó ba món vô giang nè. Bốn món vô giang luôn nè. Có vẻ như anh ấy tăng không tăng điểm thêm ngang mi kiếm. Thôi như vậy thì cảm ơn hai cầu thủ đã cho chúng ta những giây phút giải trí sau buổi live. Thôi chắc mình xin tạm dừng live tại đây nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em. Chúc tất cả anh em một buổi tối vui vẻ và những ngày cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc nha anh em. Hẹn gặp anh em vào tối mai mình sẽ live giải tiếp. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye anh em.